Khánh chúc mừng hai vợ chồng mà hôm nay nhận chìa khóa để dọn vô nhà mới. Dạ, okay. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Với may mắn lắm á, mùa dạ, nhà này may mắn anh gặp cho anh, người Linh gặp anh là đó. Rất là may á. Dạ. Nói chuyện bên chủ nhà Linh ốp nguyên cái nhà luôn á. Dạ. Chứ bữa thứ sáu từng rồi mà lại coi căn nhà thấy ghê luôn. Wow. Ghê rồi. Người mới dọn sofa, dạ. Đồ đó để dạ. Cái mùi đồ không có tốt đó. Dạ. Dạ, cái hậu nhiều. Nhưng mà có cái lọc ăn nhiều. Tại vì vô có trái cây ăn liền. Có chanh, có ổi rồi ha. Đây là cái nó cũng yên tĩnh với. Dạ. Ở đây ca hát nhảy đầm không ai nói vậy. Không ồn thì mình không ồn đâu. Nhưng mà nó xe cộ đi lại cũng ít đó. Dạ. Trời ơi đâu cần chứng minh quà. Mắc công quá vậy. Của anh cũng gặp đâu hả? Anh có gặp chị Holy thì, không? Mà, thì 11 chị có dịp chị xuống cho anh gọi chứ. Trời ơi, cảm ơn nha. Trời ơi. Có quà nữa nè. Rồi. Dạ. Cũng may gặp anh Kenny nhiệt tình quá, giúp đỡ nhiều quá. Nếu mà tụi em trúng số mua tặng anh Kenny. Dạ. Căn biệt thự nhưng mà chắc ở nhà xe quá. Thì bữa thứ sáu đó mình lỡ mình coi đó. Thì nhà dơ quá trời luôn chưa. Anh nói chuyện bên đó hồi chiều tụi nó mướn người đồ làm sạch sẽ cho em luôn á. Linh ốp hết luôn á. Dọn hết rồi linh ốp hết luôn cho dạ. Mình luôn á. Chứ chưa có bao giờ mà được may mắn như vậy đó. Dạ. Bây giờ chủ nhà nói cảm nghĩ đi. Ừ. Nhà rồi có cảm nghĩ gì nói vài câu đi chứ. Cái này thì chỉ có vợ nói thôi chứ em thì... Nói chung là bọn em là rất là may mắn gặp anh Kenny. Nói chung là anh rất là nhiệt tình với cũng em. Gặp anh cũng may mắn kiếm được ngôi nhà này với cái giá mong muốn rất là cảm thấy vừa tốt tiền nhà và yeah. Cảm nhận nói chung là hai vợ chồng đều rất là happy. Mà vấn đề tài chính của mình nói chung cũng không có được như người ta đó nhưng mà mình mua được là mình rất là may mắn luôn đó. Dạ. Ăn thua đó. Ăn thua là mình nói chuyện với người ta đó với giấy tờ mình phải biết cách làm như thế nào để cho người ta ập ru cái lon của mình. Dạ. Đó, với giấy tờ của mình đó, những cái điều kiện này là mình phải biết thương lượng rồi. Và... thì mình mới mua được. Nói chứ rất là nhiều người offer mà cuối cùng mình lại mua được là mình may mắn vậy lắm. Dạ rồi. Dạ. Thì nói chung là chủ trương của anh là làm việc thì lúc nào cũng trách nhiệm này nọ để là lấy cái uy tín cho khách hàng, bởi vì khách hàng rất là thương. Dạ. Rồi sau này có gì để giới thiệu những người thân, gia đình hay bạn bè đâu đó và... thì giới thiệu giùm cho anh. Dạ. Quan trọng là mình giúp gì được thì mình giúp hết cái khả năng của mình thôi. Tại vì mình nghĩ là làm ăn này nọ thì tương lai rất là lâu dài đúng không? Đó. Thì mình nghĩ cái tương lai. Bởi vì mình làm hết cái khả năng của mình. Mọi người mà muốn mua nhà hay là thì liên lạc với anh Kenny nhá. Cảm ơn nhiều nha. Số phone của Kenny là 626-899-5679. Rồi chúc mừng hai vợ chồng em. Rồi, hy vọng là hai vợ chồng em sau khi mà dọn vô căn nhà này gặp nhiều may mắn nha. Nếu mà có mua vé số thì trúng số rồi tậu thêm vài căn nữa. Dạ, okay. Cảm ơn anh. Rồi sau này có gì thì tương lai có cần giúp gì thì cứ gọi cho anh. Dạ, rồi không cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn nha. Rồi, Tân Kiều món quà dễ thương. Cái sofa hôm qua nó còn ở đây nè, Nguyệt. Rồi cái anh nói với nó anh hô khách hàng của tao chê cái sofa của mày cái mùi rất là tiên kỳ. Cái nó tự ái Nguyệt. Nó hô mày làm tao feel với bát luôn á. Tao cho người lại wash rửa cái sofa wash chill luôn á. Mà còn nói là tiên nữa là anh kêu nó no cái khách hàng tao nó kêu mày dọn cái sofa mày nên dọn giùm tao đi. Thà mít lòng trước đặng lòng sau đó cũng như cái gì mình nói là nó mới dọn sofa ra chứ hôm qua là cái sofa còn mày dọn cái gì nó rộng nha nhìn rộng rãi sạch sẽ bữa nay là nhà rất là sạch sẽ nè không chứ mấy bữa trước là vô là final work chua hôm bữa là rất là dơ nè đồ đạc đồ dọn hết trơn luôn rồi nè đó thấy không bếp rồi đó bà xã bá hỗ trợ sao mà mua nhà ở đâu mà rẻ quá vậy tại vì có rồi đây là chìa khóa gửi hai vợ chồng coi như là chung cái căn nhà đằng trước đằng sau luôn á. Dạ. Rồi có gì anh đưa để đây ha. Dạ dạ. Anh để đây. Rồi có em nhớ là nhớ đổi điện nước rồi cái này rồi còn chủ cũ nè. Vâng. Rồi khi mình đổi tự động nó tắt rồi nó mình mở account mới đó. Vâng. Ok. Thì nó là mình là chủ mới mình mở.
Dạ. Nếu mà nó cần giấy tờ gì đó thì gọi cho anh biết. Nhiều khi nó cần giấy tờ để chứng minh là mình là chủ mới đó thì vâng. anh sẽ liên lạc bên Esco và gửi cho cô cái Login Statement đó. Rồi đưa cái đó gửi cho nó coi để chứng minh là cái người chủ mới để mình mở điện ra. Vâng vâng. Như nước nữa, phải có nước mới tắm được nha. Dạ. Ba cái đó là quan trọng. Dạ. Okay. Vâng, đến cái rung bự. Mà chắc cu gì nữa đó. Dữ không? Chắc cu gì là chỉ dành cho biệt thự thôi mà. Yeah. Cái này hai vợ chồng vô gót gụ nằm trong phòng sạch. Nè, ở đây có phòng giặt đồ ở đây nữa nè. Yeah. Rồi nó cũng sạch sẽ hết rồi. Cái này chính biết mà, phải không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Khi mà mình mua máy giặt về đó, mình hút cấp vô đây nè. Đúng không? Còn yeah. cái đồ xả nước dơ yeah, là yeah, mình bỏ yeah. vô trong đây, nó có ống đó. Vâng, vâng. Rồi nếu mà nước nó bị stuck á thì mở cái này ra đừng kêu người ta lại phan, nhiều khi cái đường ống cống nó bị stuck á. Dạ dạ. Tại vì cái này là cái xin mình rửa chén đó, nếu mà mình rửa mình đổ những cái dơ vâng, đó vâng. là mình phan tử lại dạ, dạ. nè. Ok. Ủa cái máy đó. Còn này là cái nước lọc để uống. Nước lọc dạ. Họ để lại hả? Dạ, yeah, nó để lại cho mình. Đâu để ra coi đằng sau coi như thế nào. Sạch sẽ ha. Dạ. Mấy cái ghế nó cũng dọn đi rồi đó Nguyệt. Yeah. Vâng vâng. Không? Cái này là mở nhạc nhảy đầm đồ đã ha. Dạ. Không ai dám cầm len hết trơn. Cây lũ có bông đẹp ha. Dạ. Quá chừng Nguyệt nhìn coi cái nhà kho người ta. Nè Nguyệt nói thôi vô đây mua nhà là vì cái chanh này nè. Dọn hết rồi phải không? Good job. Nó sạch sẽ áo gọn lắm. Đưa mở ra mở ra. Quá trời luôn mà. Hôm mày phải mướn người lại dọn cái chỗ này. Hồi bữa trong này rác không? Dạ, yeah, cái store gạch đó bây giờ chống lỏng sạch sẽ. Ok, này. Good. Thấy không? Đó, vậy là hai vợ chồng khỏe, có thời gian enjoy ha. Dạ. Nó coi như là. Dạ. Em muốn mình làm gọn chỗ này nữa là được. Ba bốn người dành mà cuối cùng mình nói chuyện được. Dạ. May mắn. Nói chung là mình mua nhà này là lucky từ đầu tới cuối luôn đó. Dạ. Nhà bên này như họ cũng xong rồi. Bữa cái xe họ đưa đi luôn hả? Không, bữa mà làm final work chu anh tới đó là lúc mà anh sắp sửa đi là có người lợi nó remove cái chiếc xe đó. Dạ. Nó nói là có người gọi kêu nó remove cái đó. Còn cái này biết nè cái gì không? Cái này nướng thịt nè. Nướng. Hoặc là để đổ than rồi sắp ghế xung quanh ngồi đây ha. Mùa đông ra đây enjoy ha. Dạ. Hả? Ở đây là về làm cái máy được nè chứ. Vâng vâng. Yeah, cái này sẵn. Là phải làm rồi. Nó trang trí đèn nữa nè. Yeah. Đèn gizmert nó để sẵn. Thấy được cái sân này nó làm cũng thích quá này. Yeah. Yeah. À, cây lụ nè, cái ổi nè, rồi hai cây chanh luôn. Vâng. Yeah. À. Còn nhiều. Không, chỗ này thì trồng được nhiều không? Dạ. Hồi nãy bà xã anh hỏi mua nhà này 700 mấy, anh thôi có 570. Bà xã bà không tin á. Bà nói trời ơi, sao mà good deal dữ vậy? Dạ. Dạ. Tại vì anh nói hồi nằm ở trong đây nó yên tịnh á. Em biết sao không? Cái này mình có cái central air nè. Dạ. Có AC. Và đúng rồi, dạ. Dạ. Chứ mùa hè mà nóng mà không có, mà năm nay mùa hè năm nay không có đến nổi nóng. Mấy năm trước thì nóng lắm. Chắc luôn khó kiếm cái chanh này bên đây lắm nha. Chanh này có nước không? Nhà, hình nhà như thấy em có lụm mấy chai. Không, chanh với nhà em có. Dạ. Mà không biết có nước hay không. Nhưng mà ép lá, người ta không có tươi á. Ồ, cái này bữa nào em về em tỉa hết. Dạ. Về ấy ấy phân vô. Không, này việc tỉa hết xong rồi cho lên lại. Chanh giấy, dạ. Chanh Sài Gòn á. Vâng. Có lọc ăn ha. Ủa bây giờ là cái điện đó mới là mình báo người ta thì có làm nhanh không? Khao mới thôi. Mình thì nó mở liền. Là tự động người ta mở điện cho. Ừ, thì mở liền. Ủa hiện tại vẫn đang điện là người của người ta hả? Người cũ. Bây giờ vô cứ tắm thoải mái, chừng nào nó tắt rồi cứ tắm. Là tính không? Nước tắm một tuần luôn rồi để cho nó trả tiền điện rồi chừng nào nó tắt thì lúc đó mình không mở. Dạ, đáng bao nhiêu đó. Tại vì chủ dạ. nó chưa có thời gian để mà nó tắt đó. Vâng. Rồi đi từ từ vô, gió mát quá ha. Thấy ổi xá lị không? Có ổi xá lị mới đã. À, chấm muối ớt là khỏi chê ha. Dạ. Về năm nay có lũ ăn luôn. Ông em này chắc là
tiếp về nhà là sơn lại. Hôm bữa anh nói với chính anh thôi, anh vô anh thích hái thùng này nè. Hái thùng này trồng rau là lý tưởng nè. Dạ. Là đủ ăn rồi đó. Dạ. Ví dụ trồng rau thơm hay rau dấp cá hoặc rau đắng đâu đó là đủ ăn rồi đó. Ha. Không nhiều không ít. Có coi phòng ngủ chưa? Anh kêu tụi nó clean up phòng ngủ cho em luôn á. Dạ. Coi như là nguyên căn nhà nó clean up xong anh phải lại kiểm tra. Nè, tất cả rồi anh kêu tụi nó làm hết rồi đó. Clean up cho em sạch sẽ luôn á, về khỏi mất công chùi. Coi như là cái toilet nè. Bếp quá. Trên cái hợp đồng. Ờ, đó. Ừ. Sướng không? Thấy xài đồ xịn chưa? Bếp mới nè, microwave mới, chắc cù gì mà. Mà tôi cái này nè, em cái này là sướng nè. Cái bếp mới. Cái này. Anh thích cái bếp nè, biết sao? Mình nấu bún riêu hay phở đó, mình để trên mấy cái nồi lớn á, nó không có chạy. Nó rất là chắc. Cái này nướng. Cái này nướng chính giữa. Bếp này bếp mới. Mới, bếp này bếp mới mà là xài được không cần làm không cần thay đổi sạch sẽ là muốn làm cái patio đồ thêm mà căn kế bên cũng có người mua nó mới mốt dọn vô sao. Dạ. Mà căn kế bên không bằng căn này ha. Vâng. Cái... mà cái người mua là hình như người Tàu là cái bà già mà lúc trước đi coi à, thích bà này bà thích căn này hơn này. Ừ, nhưng mà bà mua không được mà nói bà, chuyện bà như apply 2 căn đó bà làm 2 căn luôn cái bà già lúc mà đi coi nhà đó bà Tàu ấy về bà thích căn này lắm này. Bà ra bà chỉ lúc mà mình đi coi nhà gia đình mình đi coi có bà già đi qua đây bà ngồi biết đúng biết rồi bà coi đằng sau là bà coi căn này thì nhiều lắm này coi lâu lắm này bà ngồi bên đây hoài bà không chịu về đó là bà offer căn nhà này mà bà offer giá cao hơn mà tiền bà đau lại nhiều hơn mà cuối cùng anh Vũ cái thằng kia anh Vũ thằng kia anh nói với Holly làm cái deal cho em liền anh nếu mà mình không có cái deal là mình thua trận đầu tiên ra trận là mình thua là uổng lắm luôn á. Cuối cùng bà bị đá văng ra. Cuối cùng mới mốt vô ở coi chừng mấy bà không ủa sao mấy đứa này bữa hộp nó đi coi nhà với mình sao nó mua được. Lúc đó bà giận dữ bà không cái bí quyết nào mà tại sao mình offer hơn mà mình mua được. Nhưng mà trước sau cũng là láng giềng nói chung ha. Là mình quan niệm kinh nghiệm nữa ha. Vui không con? Dạ new house nè. Dạ new house nói tiếng không, gì không. Vậy lên xe à, lên xe hả? Không. Chưa tí nữa về lên xe lạnh quá trời ha. Tuổi này đi học rồi nó học free school hả? Dạ. Vậy năm tới lên kindergarten. Tuổi 2 vợ chồng còn trẻ quá mà giờ cực là cỡ năm mấy là khỏe rồi. Đúng rồi. Dạ năm nữa có đi vô coi phòng ngủ ở trong dạ, góc đó dạ coi rồi dạ cái phòng, cái phòng này thì phòng nhỏ thôi nhưng mà phòng mà bên đây thì bự hơn nhưng mà về chính có dự định cái này nó cũng lean up cái thảm nó cũng hút bụi cho mình á và chính có về có dự định tháo thảm rồi làm dạ, em sàn em tháo không? Em tháo hết trong đây có cái ha, có cái tủ ở trong đó nữa kìa không, con, cái, con có cái... mở ra coi chưa biết cái đó là biết cái này là cái gì không? Cái này là hệ thống nước á, khi mà mình muốn đi đâu không có nhà đó thì mình mở lên thì mình tắt. Ok. Cái nước đó đi vô tự đây nè, cái bồn tắm với chỗ rửa mặt đó. Thì mình tắt giống như mình đi về cái sình đi Việt Nam đâu một tháng đó để nước đừng có chạm trong nhà hư nhà đó. Mình nhớ mình thanh ốp nha. Yeah. Có hai cái công tắc. À cái công hệ thống nó ở đây à. Đó, rồi có vàng gì nhớ cắt trong đây luôn. giống hũ vàng chứ ở đây. Mình nằm đây mình không biết à. Dạ. Yeah. Ok, chỉ có vậy thôi. Dạ dạ. Tất cả sạch sẽ đẹp đẽ. À bật lên coi như là hai vợ chồng không có cần phải hao sức lực ha. Vàng này về mà lean up ở trong với ngoài là mất ít nhất cũng đang hỏi cái ở dưới này nếu mà mua chừng nào muốn làm nói anh đi rồi anh giới thiệu cho, anh quen nhiều lắm. Dạ dạ. Rồi giá cũng bình dân á. Vâng, mình cứ kêu vài người tới đó rồi người nào được cái giá good deal thì mình để cho người ta làm với nhiều khi mình nói chuyện coi có cảm tình với người nào đó mình vâng, người vâng. Nào thì mình cho người đó làm kêu 2-3 người tới là biết rồi. Dạ dạ nha. Ok anh gửi okay, dạ. Gũ ở đây ha chúc dạ, hai vợ chồng dạ, rồi em cảm ơn nhiều chùm chìa khóa ở đây luôn dạ ok chút dạ. Nữa đi về nhớ lóc cửa nha chúc dạ ok anh dạ rồi và bắt đầu chính thức ở nhà mình này đó dạ nhưng mà ngày mai đó ngày mai nếu mà theo như anh biết á
nếu mà hai vợ chồng có thời gian đó, trước khi dọn đồ vô á thì nhớ đem bao gạo với mua một kết nước hoặc hai kết nước đem vô trước. Cái đó là cái về phúng sủi của người Á Đông mình á. May mắn á. Gạo với nước phải vô nhà trước, trước khi dọn đồ nha. Vâng vâng. Tại vì anh cũng bán nhà cho tụi Tàu nhiều đó, chuyên môn nó cũng tư vấn. Mà em chưa dọn trước để phải sơn lại. Thì đúng rồi, trước khi giờ dọn đồ vô ở á. Trước khi dọn đồ vô ở. Thì mình coi cái ngày nào tốt đó, mình thấy ngày nào tốt nhưng mà nhớ đem vô buổi sáng thường thường tốt hơn. Giống như thời gian cứ khoảng 7-8 giờ sáng rồi hoặc 9 giờ, sau 10 giờ cũng ok, nhưng mà cỡ khoảng 8-9 giờ là cái giờ tốt nhất. Ok, dạ, dạ. Cảm ơn. Anh tư vấn thêm chút xíu để cho bạn nắng từ đầu tới cuối luôn, hiểu không? Dạ dạ. Ok, chúc mừng em. Dạ. Rất nhiều là không có cần qua nhà băng á, coi như là mở Esco trong vòng 1 tuần là lấy nhà, không có cần phải chờ tới 1 tháng giống như mình. Mà lại chắc ăn nữa. Trong cái thời gian đó không có phải lo. Rồi anh cảm ơn cái quà của hai đứa nha. Trời ơi, chu đáo quá trời luôn vậy đó. Ok. Vậy là ủa cái này là cái gì? Cái bịch này là bịch gì vậy em? Anh phải hỏi để về anh không biết anh tự. Anh lấy ra anh ngâm trà uống. Tại vì nhà tụi em là ở Buôn Ma Thuột á. Buôn Ma Thuột á hả? Cái này là măng khô. Ồ, măng khô hả? Đem đi ngâm rồi nấu vậy đó, nấu cái gì bún măng rồi. Vậy đó hả? Tùm lum á. Còn cái này là tiêu khô. Có quay không? Để về đem để quên cái tưởng đâu. Cái này là tiêu khô thì để xài. Rồi cái này là cái gì vậy? Cái này chè dưỡng nhan. Dưỡng nhan là cái gì? Đúng rồi. Thôi anh không cần dưỡng cho chịu dưỡng. Vậy anh không biết. Vậy mà nãy anh tưởng bịch này bịch trà anh về anh uống đi. Bởi vì anh phải hỏi chắc. Cái này của Buôn Ma Thuột. Vậy hả? Hàng xóm làm cho nên là núi rừng không có phải là buôn. Ồ vậy đó hả? Ồ ok rồi. Một bịch cho anh, một bịch gửi cho chị Holly luôn. Rồi cảm ơn nha. Có gì anh gửi lời nha. Anh thay thế Holly nói lời cảm ơn luôn nhé. Đúng không? Rồi ok, cảm ơn hai vợ chồng nhiều. Rồi bye nha. Trước khi về nhớ đóng cửa trong cửa ngoài, đồ hàng rào là hết. Nếu mà muốn cho ấy đó thì nhớ lấy cái dây sắt đó rồi mình phá là luôn cho hai khỏi vô. Tại vì người ta vô trong nhiều khi mà người ta xịt người ta phá là mình đâu có biết, mình kỹ là tốt hơn. Ok bye em. Xin phép gia đình mẹ cha cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm vợ kéo theo đàn trai mừng lắm, coi mỗi ngày ngày hài lòng. Nàng mời anh tới anh đón em về thân tình trăm năm. Kính chào các cô chú, anh chị, quý đồng hương tại California. Kenny Phan là một chuyên viên bất động sản trên 18 năm kinh nghiệm. California hiện tại có khoảng 40 triệu người đang sinh sống, đông nhất trong 50 tiểu bang của Mỹ. Thị trường bất động sản tại California luôn tăng vọt một cách nhanh chóng. Cho dù điều kiện của quý vị như thế nào, quý vị cũng có quyền sở hữu cho mình một căn nhà đầu tiên để ở. Quý vị nào muốn bán nhà nhanh, giá cao, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, hoặc mua nhà lần đầu với phân lời thấp nhất, hãy liên lạc trực tiếp cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mua bán nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại hay công nghiệp, hãy gọi ngay hôm nay tại số phone 626-899-5679. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp ngay. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, may mắn và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.